Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị phong thiên nhiên, cây sống khỏe xanh tươi tốt nha, cây bò gốc rinh nha mình, cây đây liền cốt nha mình nha, có cái cây bò bú nè, còn nụ bú luôn nha, cây lọc non đi quá khỏe luôn, xanh tươi luôn nha mình, lũ thép âm thân luôn nha mình nha, rất là già cây, đầu có giật nè, ngón thì cái luôn nha mình, rất to luôn. Cây này có mã số là 307, có tổng số đo hoành gốc là 52, cây cao tới cái đầu thân chính là 37 nha. Cây đang nằm bầu đất rinh là 30. Cây này giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 650 bao ship nha. Cẩm thị kim cương đen nè, lũ rất là đã mắt luôn nha mình, lũ thép luôn nha, âm thân bầu đất rinh thì quá là ok luôn, đặc biệt có cái bú rất là già cây. Thì mình xem tham khảo nha, được chuyên ngân ý thì ủng hộ luôn cẩm thị kim cương đen. Rồi mã số 307 giao lưu nhanh với nhà mình là 650 bao ship nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.